Nhá, anh test bo cho em, bo đẹp đấy, tương đối đẹp đấy, chưa có sửa chữa đâu nhá. Bây giờ anh sẽ test luôn, điện test nhá. Reset nhá. Sao anh chỉnh nhá. Tắt nguồn, bật lên. Cái này là lúng xoay mà anh cắm luôn được các bạn, anh được. Bơm thải chạy nha. Bơm thải chạy xong, nhưng lúc thì bơm rửa chạy. Nhìn 2-9 phút chưa? Dần xuống nhá, 8 phút này. Reset nhá. Reset một lúc xem mạch có lỗi gì không. Đang 001, nếu mạch không có lỗi gì. Về 00. Sau cần liên hệ với 0936545458 hoặc 0985418191 là ok. Bơm thải đang đầy nước ra này. Kết lỗ chưa, mới chỉnh cái lỗ kia đi.